Xin chào cô và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về giả thực mô phỏng định kim. Đầu tiên là năm ra đời, tác giả tên tiếng Anh, thuật toán mô phỏng định kim được ký hiệu là SA-Summaric Annealing, là một trong những thuật toán tìm kiếm xác suất di truyền, là một phương pháp tối ưu hóa có thể áp dụng để tìm kiếm tối ưu hóa toàn cục của hàm chi phí với và tránh tối ưu hóa địa phương bằng cách chấp nhận một lời giải tồi hơn với một xác suất phụ thuộc vào nhiệt độ T. Tiền thân của SA là một thuật toán Monte Carlo năm 1953 của nhóm Metropolis. Thuật toán SA được đề xuất bởi S. Chris Patrick năm 1982 và được công bố trước công chúng năm 1983. Lý do ra đời giải thuật với phương pháp tìm kiếm leo đồi không đảm bảo cho việc tìm kiếm nghiệm tối ưu toàn cục để có được nghiệm tối ưu toàn cục, quy thuật leo đồi được sử dụng về xuất phát từ lựa chọn ngẫu nhiên lọc nào đó. Tư tưởng chính của mô phỏng định kim là cho phép lựa chọn cả lựa chọn xấu với xác suất nào đó. Thuật toán SA là một trong những phương pháp heuristic được yêu thích nhất để giải toán tối ưu. Ứng dụng, đây là một công cụ hiệu quả để xử lý các bài toán tìm kiếm và tối ưu, đặc biệt là những bài toán có không gian tìm kiếm lớn. Đây là sơ đồ giải thuật. Đây là các bước thuật toán. Bước 1, tạo ngẫu nhiên x ban đầu và tính hàm mục tiêu fx. Bước 2, tạo ra x mới và tính hàm fn, delta f bằng fn trừ fx0. Bước 3 là tính delta f bé hơn 0 thì ta được nghiệm mới xn, x0 bằng xn, fx bằng fn. Bước 4 là chấp nhận biến mới theo quy tắc Maropolis. Bước 5, kiểm tra xem thỏa mãn điều kiện chưa, nếu chưa thì quay lại vòng lặp. Nếu đã đáp ứng được thì kiểm tra các điều kiện có đáp ứng hay không. Bước 6, nếu không thì giảm nhiệt độ từ từ và quay lại vòng lặp. Nếu có thì trả về kết quả tối ưu. Đây là khung của giải thuật. Đây là bài toán người du lịch. Một người du lịch muốn tham quan N thành phố từ T1 đến TN xuất phát từ một thành phố nào đó. Người du lịch muốn đi qua tất cả các thành phố còn lại, mỗi thành phố đi qua đúng một lần rồi quay lại thành phố xuất phát. Gọi CEG là chi phí đi từ thành phố Y đến thành phố Z. Hãy tìm một hành trình thỏa yêu cầu bài toán sao cho chi phí là nhỏ nhất. Input chi phí đường đi C bằng CG, output bằng tour hành trình tối ưu. Đây là mô tả của bài toán. Để giải bài toán người du lịch bằng phương pháp SA thì trước tiên chúng ta cần phải thống nhất các tham số trong thuật toán. Cụ thể như sau: trạng thái. Một trạng thái trong bài toán được định nghĩa là một hoán vị của các thành phố thể hiện cho một cách để đi qua các thành phố. Không gian trạng thái là tập hợp tất cả các trạng thái hoán vị có thể có của các thành phố, nói cách khác là tập tất cả các cách di chuyển có thể, hàm năng lượng E. Ở đây chúng ta sử dụng tổng chi phí của một cách đi làm hàm năng lượng cho mỗi trạng thái. Trạng thái kề, ta tìm được một trạng thái kề của một trạng thái bằng cách đơn giản đổi vị trí của một cặp thành phố kề nhau được chọn ngẫu nhiên trong trạng thái đó. Hàm P được định nghĩa bằng công thức P bằng EP current cost trừ new cost trên temperature. Nhiệt độ T ban đầu được đặt giá trị bằng 1000, tuy nhiên có thể đặt tùy ý, T càng lớn thì độ chính xác của lời giải càng cao. Đây là cách giải của bài toán người du lịch bằng thuật toán mô phỏng định kim. Đầu tiên chúng ta là gắn T bằng 1000. Trạng thái mới là rộng, sau đó đưa A vào trạng thái mới, set A kề B, chi phí đường đi là bằng 20 lớn hơn 0, cho nên là T giữ nguyên, P bằng 0, gắn B vào trạng thái mới, set B kề C, chi phí đường đi là bằng trừ 10 bé hơn 0, cho nên T giảm xuống còn 500, P bằng E mũ trừ 10 trên 500, gắn C vào trạng thái mới, set C kề D, delta E bằng 18 lớn hơn 0, T giữ nguyên, P bằng 0, gắn D vào giá trị trạng thái mới, set D, D kề A, chi phí đường đi bằng âm 23 bé hơn 0, cho nên T bằng 250, P bằng E mũ trừ 23 trên 250. A là trạng thái mới, set A, vì A là trạng thái kết thúc cho nên kề A sẽ là rộng. Delta E bằng 0, T bằng 0, P bằng 0 và kết thúc bài toán. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe.